xét nào xe nát không gian, vì chỗ kia đuối học còn rồi, tay mẹ cầm lá đang đổ sâu nắng nhạt hoa hai hàng lệ tuôn rơi. Anh không về được nữa đâu em, vì chỗ kia đuối học anh rồi, cho một ngày mẹ cha tha thứ anh sẽ về. Qua đường. Dưa Hà Tiên ngon bực nhất nè, mua ở đây khỏi lầm thứ giả. Tôi ngạc nhiên vì làm sao có dưa Hà Tiên giả tại vùng Hà Tiên. Thật ra đó là dưa hấu thông thường, ở đâu cũng có. Người địa phương đã chịu khó vào mấy hang đá, hốt phân dơi về bón, phân dơi giàu chất amoniac, nồng nặc mùi nước tiểu. Có lẽ mùi ấy giúp cho dưa hấu ngon ngọt chăng? Nhìn người bán dưa, tôi hỏi gắt. Tại sao làm thứ giả? Anh trả lời, muốn trồng dưa cho ngon phải có qua tay. Tức là năng khiếu. Nếu mình thiếu âm đức, trái dưa không ngọt hoặc ruột dưa trắng bệch. Thí dụ như ông hai đằng kia. Ông già hai làm gì mà thiếu âm đức? Anh nọ trả lời, chuyện dài lắm. Mời ông. Tôi chợt hồ nghi đó là thủ đoạn tranh thương bất chánh để giành giật mối hàng. Đã trót đóng vai kẻ du lịch, tại sao tôi không dừng lại ăn dưa để nghe chuyện? Tôi ngồi bên tảng đá. Trái dưa hấu đã xẻ ra, vỏ mỏng, ruột đỏ tươi, ráo mặt. Ăn xong tôi lên tiếng, chuyện ông già hai ra sao? Tại sao kẻ thiếu âm đức chẳng trồng dưa ngon được? Như để thanh minh cho lòng dạ ngay thẳng của mình,
Anh bán dưa trỏ tay về phía mé biển. Ổng ngồi đó, lát nữa thầy tới đó mà biết. Tôi nói xấu làm gì? Ở vùng này thiên hạ đều chạy mặt. Người được gọi là ông già hai, tuổi hơn 50, dáng điệu ốm yếu. Tuy cách xa hàng trăm thước, tôi thấy rõ mái tóc bạc và bộ quần áo lãnh đen lấp lánh dưới ánh nắng mai. Gió ngoài biển khơi bắt đầu thổi lộng. Ông già hai ra khỏi căn chòi nhỏ bé, lấy tay che bớt ánh nắng rồi nhìn khá lâu về phía tôi đang ngồi. Anh bán dưa như đắc ý. Thầy thấy chưa, ông già hai hồ nghi tôi đang nói xấu ổng. Tôi bực mình. Tại sao ở chốn Thanh Lâu U Cốc mà lại xảy ra cuộc tranh chấp nhỏ nhen như vậy? Thể diện con người là cái gì? Nguồn lợi bán dưa có là bao? Và nếu ông già hai đã phạm tội tày trời, lẽ ra ổng phải ngồi tù. Đằng kia, ông già hai đi tới lui như bực dọc, rồi đi xuống rước chòi. Anh bán dưa mỉm cười. Ổng đang rình. Tôi càng tò mò hơn. Rình cái gì? Anh bán dưa nói. Lời thiệt khai ngay, tôi đâu có vu cáo ổng mà tôi sợ mang tội lỗ miệng. Rồi anh ta kể chuyện, câu chuyện sát nhân mà tôi lược thuộc như sau. Điều đáng chú ý là ông già hai mãi ngồi lì trước sân để nhìn về phía chúng tôi. Dường như ông theo dõi mọi động tác của anh bán dưa này. Ông già hai xưa kia làm tới chức phó tổng cai quản chục mẫu vườn. Ông ta làm chủ ngôi nhà ngói duy nhất trong vùng. Tánh ông ta rất khó thương, tiền bạc thì muốn gom vô chứ chẳng bao giờ cho xuất ra. Tôi ngắt lời anh bán dưa. Thì tiểu phú do cần, đại phú do thiên, ổng hà tiện là phải. Kiến tha lâu đầy tổ, như vậy đâu phải là thiếu âm đức. Anh bán dưa lắc đầu. Trời ơi, thề với trời đất tôi chẳng bao giờ nói xấu ông. Thầy cứ ngồi ăn, không cần phải trả tiền dưa mà. Trước thái độ chân thành ấy, tôi im lặng. Anh bán dưa cho biết thêm. Vì muốn gom góp tiền bạc để làm vua một cõi, nên ông ta gìn giữ con gái thật kỹ lưỡng, chẳng thèm gả cho bất cứ chàng trai nào trong vùng. Ngọc Lành còn đợi giá cao. Lâu ngày, chày tháng, cô con gái trở nên lỡ thời. Cô ta tên Ngọc. Tôi hỏi nhanh. Chuyện có thiệt hay không? Thế gian này, nhà giàu kén rể là thường tình. Anh bán dưa nói gắt. Lát nữa tôi dẫn thầy qua bên kia núi để xem bằng cớ cái miếu thờ oan hồn cô Ngọc đó. Ghê quá vậy, tại sao cô ta chết sớm? Năm đó ông già hai bày qua nghề làm ruộng nhà. Bọn ta điền trốn nợ, chọn nơi đất đai phì nhiêu hơn. Ông già hai mướn nhân công, dân vùng này ghét ổng, chẳng ai chịu làm mướn. Rốt cuộc, thằng Tú chuyên nghề ăn cướp biển đến tình nguyện làm tôi tớ. Cái thằng này lạ, nó bảnh trai tuổi hơn 20, hàng ngày ông già hai bắt buộc làm việc không hở tay. Ban đêm nó ngủ bên trái nhà bếp, gần chuồng bò. Thiên hạ cười chê, nghĩ mà buồn cho thân phận chàng ăn cướp biển sung sức ấy. Vài người đặt giả thuyết, thằng Tú si mê cô Ngọc. Lúc ăn dỗ hoặc lân la trong xóm, ông già hai khoe khoang. Bà con đừng đàm tiếu vô ích, chuyện trong nhà tôi biết hơn ai hết. Tôi đủ quyền lực giết nó mà. Nó muốn bỏ nghề bất lương, trở về làm ăn lương thiện. Tại sao tôi không cứu vớt nó? Ông già hai lầm to. Thằng Tú đã yêu con gái ông. Lúc ban đầu, cô Ngọc tỏ vẻ lạnh lùng. Đôi ba lần thằng Tú đánh bạo. Cô ơi, cô. Cô Ngọc cau mày. Nói gì thì nói phức. Cha tôi khó lắm. Thằng Tú đáp. Cô đừng sợ liên lụy. Tôi muốn nói ra. Mà thôi, cô dư hiểu rồi. Nói ra thêm phiền. Rủi bề gì. Thân hình mạnh khỏe, gương mặt khả ái trẻ trung của thằng Tú lắm lúc khiến cô Ngọc rung động. Lần hồi cô nghĩ mà tội nghiệp cho đứa si tình. Anh nói đi. Tôi không sợ đòn bọng, tôi không sợ chết. Tôi sợ cô từ chối hoặc mắng nhiếc. Chừng đó chắc tôi tự tử. Cô Ngọc đáp. Anh nói kỳ quá hè. Tự tử làm gì? Ích lợi cho ai đâu. Anh không còn cách xử trí nào khác cho xứng mặt anh hùng sao? Tôi sẽ làm nghề ăn cướp biển, giết người như rạ, giết tất cả đàn bà con gái để trả thù. Cô chịu không? Cô Ngọc im lặng, mừng thầm, vì chàng trai tỏ ra xúc động. Hồi lâu, chàng Tú cúi